Tiếp theo thông tin mà chúng tôi đã đưa trong bản tin cuộc sống 24 giờ sáng ngày hôm qua về một trại chăn nuôi tại Thái Bình có hành vi vi phạm các quy định trong công tác bảo vệ môi trường, gây ô nhiễm, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng trăm hộ dân xã Tự Tân, huyện Vũ Thư. Thưa quý vị, không chỉ vậy, công ty này còn có dấu hiệu chây ì, bất chấp các quy định của pháp luật. Thế nhưng điều khó hiểu là ở chỗ chính quyền các cấp của tỉnh Thái Bình gần như là đều bó tay, không thể xử lý những vi phạm ấy một cách triệt để. Đằng sau câu chuyện này còn là những vấn đề gì? Phóng sự ngay sau đây sẽ tiếp tục làm rõ vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Bóng tối vẫn bao trùm cuộc sống của hàng trăm hộ dân xã Tự Tân, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Không kể ngày đêm, bầu không khí ô nhiễm khiến cho mọi sinh hoạt bình thường ở nơi khác, nhưng ở đây lại trở thành một nỗi ám ảnh chưa từng có bao giờ. Hôi thối, vừa tanh vừa hôi thối. Trong năm 12 tháng, đến 10 tháng chúng tôi là người vào mùa nóng lực kỳ tháng 5, tháng 6. 38, 4 độ mà nằm trên mái gió mát mà không dám mở. Toàn nó phải khép cửa kín vào. Không mất điện mà cũng phải đóng chặt cửa vào. Chuyện bắt đầu từ khi vùng quê này xuất hiện trại chăn nuôi của công ty cổ phần tập đoàn Quang Minh. Cái xí nghiệp chăn nuôi Quang Minh về trên cái đất Tự Tân này đã trên 10 năm. Thế thì trước đây ấy là đã khoảng 1/3 thời gian là chăn nuôi lợn. Nhưng cái ảnh hưởng của chăn nuôi lợn thì cũng kinh khủng luôn về cái chất độc thải ra môi trường, rồi không khí. Đấy. Nhưng đến giờ thì cái trại chăn nuôi Quang Minh này lại bắt đầu nuôi hàng vạn con gà. Cái xương ép xuống thì cái mùi không khí nó khuếch tán toàn vùng luôn. Từng có hành vi xả thải vượt mức cho phép, làm chết lúa của dân. Tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ chăn nuôi lợn sang chăn nuôi gà trái phép. Vi phạm các quy định trong công tác bảo vệ môi trường khiến hàng trăm hộ dân rơi vào cảnh lao đao, đi không nỡ, ở không xong vì ô nhiễm. Đã hơn một lần công ty Quang Minh bị Ủy ban Nhân dân tỉnh tạm đình chỉ hoạt động, yêu cầu dừng chăn nuôi. Thế nhưng doanh nghiệp này luôn tỏ ra chây ì, không chấp hành, thậm chí là thể hiện rõ thái độ bất hợp tác với cơ quan chức năng. Sau khi mà có những ý kiến phản ánh của người dân, chúng tôi tổ chức những cái đoàn đến kiểm tra. Tuy nhiên về cái mức độ mà phối hợp đối với những người quản lý ở cái trại chăn nuôi chưa thực sự là tích cực, với cái lý do là đảm bảo được cái vệ sinh trong vấn đề chăn nuôi, cho nên là không cho cái đoàn kiểm tra là trực tiếp, tức là vào trong cái khu vực của chăn nuôi để kiểm tra và ghi cái biên bản, tức là thực tế phát sinh từ vấn đề ô nhiễm môi trường. Ngay cả khi bị phóng viên bắt quả tang trong vụ việc để bãi chất thải bốc mùi, dồn ứ, không quản xử lý, làm phát tán ô nhiễm ra môi trường mới đây, công ty vẫn không thừa nhận hành vi gây ô nhiễm. Cái việc xử lý của Quang Minh là nó chưa dứt điểm, bởi vì là theo quy định của pháp luật bảo vệ môi trường, thì những hành vi của Quang Minh mà do người ta không chịu làm việc, không chịu cử cái người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật làm việc, cho nên là những cái biên bản, những cái buổi làm việc của Sở Tài nguyên Môi trường nó không hiệu quả, và cái chế tài của pháp luật về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực này nó còn lỗ, cho nên là chúng ta chưa xử lý được. Tại đồng rồi lại tại tây, đến cuối cùng thì vẫn chỉ có những người dân là phải hứng chịu những hậu quả từ môi trường ô nhiễm. Chưa bao giờ ước muốn của người dân xã Tự Tân được sống như những người bình thường lại khó như bây giờ.